Mẹ ốm mà sao không gọi điện cho con? Mẹ đi khám chưa? Bệnh người già mà con, nhiều lúc như trở vờ ấy, mẹ cũng đỡ rồi. Mẹ đừng chủ quan như vậy. Bây giờ mẹ cố ăn nốt bát cháo này đi, rồi lát nữa con đưa mẹ đi khám. Tắp xe vào nhanh lên. Vâng. Sao? Ưng không? Ưng quá đi chứ. Giá thành lại nằm đúng trong dự toán của bọn mình nhá. Mà lại còn cho thuê lâu dài nữa. Để tao bảo với cả cô Ngọc luôn, rồi bọn mình sửa sang, bắt tay vào làm. Nếu mà thuận tiện, sang tháng khai trương được thì tốt quá. Mà sao mày tìm được chỗ này thế? Thì anh... anh Google. Công nhận đấy, thời buổi công nghệ cái gì cũng tiện. Thôi được rồi, vào đây với ông nào. Mẹ ơi, bố dắt con sang đây chơi này. Con gái sang chơi à? Moon đâu em? Moon vừa đi ra với bà rồi. Bà dạo này đang tập đi lại cho khỏe chân. À, Bống ơi, có muốn ra ngoài ngõ tìm bà với em Moon không? Dạ có. Ừ, cô dắt đi nhá. Ừ. Anh ngồi đi. Anh nghe nói em tìm được mặt bằng rồi. Công ty mới của anh cũng làm về nội thất. Em để anh giúp em nhé. Nhà hàng của tôi có chủ đầu tư. Mấy cả San cũng góp vốn nữa. Một mình tôi không thể tự quyết được, mà phải hỏi ý kiến của mọi người. Anh làm sao thế? Vẫn là dạ dày ấy mà. Để tôi đi pha cho anh cốc mật ong nghệ.